Vâng, thưa quý vị, trước bối cảnh khan hiếm về quỹ đất cũng như những quy định pháp lý ngày càng thắt chặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư bất động sản đã có sự chuyển hướng đáng kể sang các thị trường vùng ven, nhất là các tỉnh giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tỉnh Long An trở thành tâm điểm quan tâm của giới đầu tư bởi quỹ đất sạch còn khá dồi dào, mặt bằng giá vẫn khá mềm và hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Khu vực Tây Bắc được xác định là vùng trọng điểm trong quy hoạch vùng của Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây trở thành cầu nối liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với sự đầu tư bài bản, Tây Bắc hứa hẹn trở thành đô thị hiện đại, thu hút cư dân về đây sinh sống và làm việc. Chính vì điều này, thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận như Long An thừa hưởng nhiều lợi thế để bứt phá. Đặc biệt sau khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương khi đi vào hoạt động trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng trong việc kết nối hướng đi từ Long An đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những lý do khiến Long An trở thành điểm sáng thu hút các doanh nghiệp địa ốc. Nhiều tên tuổi đã góp mặt trong danh sách đăng ký đầu tư tại Long An, có thể kể đến như Thắng Lợi Group, tập đoàn VinGroup, công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát, v.v. Trong đó nổi bật là dự án khu đô thị Yongtown, Tây Bắc Sài Gòn do Thắng Lợi Group phát triển. Dự án có quy mô 9,5 ha, tọa lạc ngay mặt tiền đường vành đai 4 thuộc xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Với vị trí đắc địa, Yongtown Tây Bắc Sài Gòn ghi điểm trong mắt nhà đầu tư bởi khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Khu đô thị gồm 561 sản phẩm, gồm 495 đất nền và 102 căn nhà phố với quy mô dân số từ 2.300 người đến 3.000 người. Do nằm đối diện với các khu công nghiệp lớn như Ánh Hồng, Đức Hòa 3, Thái Hòa, v.v. với số lượng công nhân viên chức đông 30.000 người. Các sản phẩm của dự án hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư bởi nhu cầu mua nhà ở định cư lâu dài là rất cao. Đặc biệt, cư dân Yongtown Tây Bắc Sài Gòn còn được tận hưởng hàng loạt các tiện ích ngoại khu có sẵn tại khu vực này như bệnh viện, liền kề có khu đô thị phức hợp VinGroup rộng 900 ha. Chúng tôi với góc độ là chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án tạo nên một môi trường sống hòa hợp với thiên nhiên cũng như là đẳng cấp cho dân số trẻ với các tiện ích nội khu vượt trội. Đó là Osaka Park, chúng tôi lấy ý tưởng từ xứ sở của tại Nhật Bản với các danh lam thắng cảnh đền Tsushima, đường hầm Genbontori và Doraemon, các nhân vật truyện tranh. Ngoài ra còn có Yongtown Plaza và bên cạnh là trạm y tế, trường tiểu học các cấp và các công viên cảnh quan chủ đề, tạo nên một cái bức tranh thiên nhiên đa sắc với 13 tuyến đường hoa nội khu với các nhiều loại hoa khác nhau để tạo nên một cái đô thị xanh kiểu mẫu. Tuy nhiên, hơn hẳn một cuộc sống tiện nghi, Thắng Lợi Group đặt mục tiêu phát triển Yongtown Tây Bắc Sài Gòn thành đô thị trẻ, xanh, bền vững. Theo đó, doanh nghiệp hướng tới mô hình dân cư sống hài hòa với thiên nhiên, cân bằng giữa kinh tế và môi trường. Dự án Yongtown Tây Bắc Sài Gòn được quy hoạch theo đô thị xanh kiểu mẫu. Bên cạnh đó, với các dãy nhà phố tân cổ điển tạo nên một không gian sống đẳng cấp và sống xanh, giải quyết các bài toán di dân cho dân số trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh về dự án. Ghi nhận tại công trường vào đầu tháng 7 cho thấy công viên cảnh quan và một số hạng mục đã dần được hoàn thiện. Dự kiến vào quý 4 năm nay sẽ bàn giao cho cư dân. Dự án thuộc quy hoạch 1/500 đã có sổ hồng riêng. Hiện chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng bởi chương trình khuyến mại, mua nhà phố vườn tặng kiosk chợ tại dự án. Với những lợi thế về hạ tầng giao thông kết hợp với tài nguyên thiên nhiên sẵn có, nhiều chuyên gia cho rằng Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực đáng để đầu tư với khả năng sinh lợi cao. Trong bối cảnh phát triển năng động của vùng đất hứa như vậy, Yongtown Tây Bắc Sài Gòn hứa hẹn trở thành một đô thị xanh chuẩn mực, hình thành cộng đồng cư dân văn minh đáng sống cho mọi khách hàng.